Ngày 12 tháng 4 năm 2020, đồn biên phòng Ea Hleu thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bàn giao một người vượt biên trái phép qua biên giới Campuchia về Việt Nam cho ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để tiến hành cách ly theo quy định. Trước đó vào lúc 13 giờ ngày 11 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Ea Hleu đã phát hiện một công dân cư trú tại xã IRV, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vượt biên trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam. Tại thời điểm phát hiện, đơn vị đã kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế. Qua kiểm tra ban đầu, công dân này có tình trạng sức khỏe tốt, không có biểu hiện sốt, ho hay thân nhiệt cao. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.